những ngày thực hiện giãn cách xã hội, ba anh em Đỗ Huỳnh Nhật Hoàng, 15 tuổi, Đỗ Huỳnh Hà Uyên, 13 tuổi và Đỗ Huỳnh Huyền Trân, 7 tuổi, ở tổ 8A, thôn Đông Hà, xã Cẩm Kim, quay quần cùng ông bà, cha mẹ. Mỗi ngày, sau những giờ ôn tập bài vở chuẩn bị cho năm học mới, ba anh em xem TV hay bày trò để cùng nhau vui đùa. Đỗ Huỳnh Nhật Hoàng cho biết, khi xem trên TV và Facebook, thấy mọi người ủng hộ để phòng chống dịch bệnh khá nhiều, nên em nảy ra ý tưởng có bao nhiêu tiền sẽ ủng hộ bấy nhiêu. Ban đầu cũng chần chừ, em suy nghĩ là một mình ủng hộ thôi thì ít quá, nên đã thuyết phục hai đứa em gái cùng làm. Sau khi hai em gật đầu, Nhật Hoàng xin phép ba mẹ cho đập cái lồng binh mà ba anh em tích góp từ tới đến nay. Tổng số tiền mua được 5 thùng mì tôm, sau đó Nhật Hoàng tìm số điện thoại của bí thư đoàn xã nhờ chuyển đến Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 xã Cẩm Kim. Con thì những việc đó chỉ là cũng đơn giản, nó rất là nhỏ bé, nhưng mà lại con nghĩ những việc con làm sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người và mong mọi người sẽ cùng nhau chung tay để bảo vệ, vượt qua đại dịch. Khi mà anh Tha nói về đặt lồng binh để ủng hộ cho mọi người trong mùa dịch thì lúc đầu con cũng đắn đo suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà sau khi xem tình hình dịch trên các trang mạng xã hội thì con đã đồng ý với anh hai, muốn góp một phần nào đó cho chia sẻ với mọi người. Con bỏ lồng binh được với anh Mộc Trâm, con lồng được cái này là con vui lắm. Nhận thông tin về việc này, bí thư đoàn xã Cẩm Kim thật sự vui mừng. Không chần chừ, anh chạy ngay xuống nhà ba em nhỏ để chở 5 thùng mì tôm lên trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Khi tiếp nhận được thông tin của gia đình và số tiền của các em để đi mua 5 thùng mì, thì bản thân tôi thật sự xúc động. Vì ở lứa tuổi học sinh, nhưng mà các em cũng đã hình thành được cái ý nghĩa thương người như thể thương thân. Đây cũng là một động lực để toàn thể bà con chúng ta chiến đấu ngăn chặn cái đợt dịch này. Cả ba anh em hiện đều là học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, xã Cẩm Kim, thành phố Hội An. Em nhỏ nhất học lớp 1, em giữa lớp 7 và em đầu học lớp 9. Theo ban giám hiệu nhà trường, cả ba học sinh đều có thành tích học tập và hành kiểm tốt. Với ba em này thì về học tập thì nói chung là rất là tốt, và đặc biệt nhất là cái phong trào. Em Đỗ Huỳnh Nhật Hoàng là một trong những, có thể nói là một trong những gương tiêu biểu của nhà trường. Em là một liên đội trưởng, hoạt động năng nổ. Về kỹ năng sống em rất là tốt, mà đặc biệt nhất là em có qua cái tuyên truyền của nhà trường về cái Hội An nhân tình nông hậu, thì em cũng là một trong những cái gương điển hình trong cái phong trào này, có tình thương bạn, giúp đỡ bạn bè trong học tập cũng như trong sinh hoạt rất là tốt. Có thể thấy, chỉ với 5 thùng mì tôm từ chiếc lồng binh của ba học sinh tích góp, một việc làm tuy nhỏ nhưng đã thực sự truyền cảm hứng cho nhiều người trong những ngày cả cộng đồng cùng chung tay phòng chống đại dịch này.